Rồi, ta bắt đầu ha. Hôm nay được dẫn em dạy cái đề kiểm tra học kỳ 2 năm 2023 24 tháng lớp 10. Thời gian là 90 phút của trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, trường này quận 6 là trường chuyên á, Hồ Chí Minh. Rồi, đề này nó gồm hai phần trắc nghiệm là 5 điểm 20 câu và tự luận là 5 điểm 4 bài. Rồi tôi sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Trong một khoảng tọa độ oxy, đường tròn tâm y bán kính R bằng 9 có phương trình là. Rồi, vậy mình biết công thức rồi, đúng không? Tức là lấy x. Lấy x trừ cho trừ 3 cộng 3 cộng bình phương y trừ 1 bình phương bằng R bình phương là 81. Vậy là x cộng 3 y trừ 1 bằng 81. Vậy là đáp án là C. Thì tôi chọn C. Đi vào câu 2. Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc? Số cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc là n người sắp cho n chỗ, 6 người sắp cho 6 chỗ là bằng 6 dư thừa. Đúng không? Là 720. Cách 720 cách. Rồi, như vậy ta chọn đáp án là B. Câu 3. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển của quỹ thức này? Thì nó có là A cộng B với N, thì có N cộng 1 số hạng, cho nên cái này đúng không? Có 5 cộng 1 bằng 6 số hạng. Rồi ta chọn đáp án là C. Cái này quá quen ha. Câu 4. Ngày mai thì chúng ta sẽ làm đề chuyên Lê Hồng Phong với thêm một đề nữa ha, và làm hai đề, một đề tỉnh với một đề chuyên Lê Hồng Phong. Bữa nay chúng ta chỉ làm chuyên Mạc Đĩnh Chi ha. Rồi, trong một khoảng tọa độ oxy, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của đường thẳng này? Quá dễ rồi, là đứng trước xy đúng không, là 2 trừ 1, 2 1. M1 là vectơ B. Thì chúng ta chọn đáp án là B. Đi vào câu 5. Trong tủ quần áo có 6 cái áo và 5 cái quần. Số cách chọn ra một bộ quần áo gồm một cái áo và một cái quần. Quá dễ. Một cái áo là có mấy cái chọn? 6 cái chọn, một cái quần có 5 cái chọn, 5, 6, 30. Chúng ta chọn án là gì? B. Câu 6. Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đơn một khác nhau? Thì 3 chữ số này không có số 0 đúng không? Số tự nhiên gồm 3 chữ số đơn một khác nhau là, đúng không? Số các số tự nhiên ba chữ số khác nhau, ví dụ có 3 vị trí, này là mấy đây, này là 7 số, chọn ra 3 dục vô 3 chỗ, hay là người chọn ca, người dục ca chỗ là dục A, n chụp ca thì đây là A7 chụp 3, bấm máy ra chỉnh hợp á.
là 210. Số thì chúng ta chọn đáp án A. Ta đi vào câu 7. Các phương trình này có bao nhiêu nghiệm nguyên? Rồi. Như vậy chúng ta bấm máy này ra. Mod 9 2 2 trừ 1 6 trừ 8 ra 4 với 2. Đúng không? 4 với 2. Đây là 2, đây là 4. Trong trái dấu ra A là âm, một trong là dương, ngoài âm, và chúng ta chọn vô lớp bằng không, có vô bằng cho nên x lớn bằng 2, bé bằng 4, 2 bé bằng x, bé bằng 4. Đó. Rồi mình suy ra x sẽ thuộc từ 2 đến 4 là số nguyên 2, 3, 4. Rồi chỉ có ba số nguyên hết bỏ mạng thì chúng ta chọn đáp án C. Ta đi vào câu số 8 chẳng hạn. Trong một phần tọa độ oxy cho Elip, M thuộc đỉnh Elip, khi đó M1 cộng M1 cộng M2 bằng như là bằng 2A đó. A là bằng 23, A bình 25. Thì chúng ta nhớ lại cái Elip. Thế nào? Đó, 2A, phương trình Elip này. Đó. Rồi, vậy ta có phương trình Elip này. Chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Thì là A bình bằng 25, thì là A bằng 5. Rồi, M1 cộng M2 không cần B đâu. A bình là cha, rồi 2A, 2 nhân 5 là 10. Thì chọn án là B. Đi vào câu 9. Trong một phẳng tọa độ oxy, phương trình đường chuẩn của parabol là như thế này. Nó phương trình của parabol, nó không phương trình đường chuẩn đó. Nó cho parabol thấy quỹ phương trình đường chuẩn là như thế nào. Đây x cộng b chia 2 gọi là phương trình đường chuẩn. À, mà y bình là bằng 2 vx đó. Bây giờ thì chúng ta có b là như thế này, a bằng 2 vx thì 2 b nó bằng 4, thì B nó bằng là 2, thì B chia cho 2 A là nó bằng là 1. Rồi suy ra phương trình đường chuẩn. B chia cho 2 bằng 0, tức là x cộng 1 0. Chọn đáp án là A. Tôi đi vào câu số 10. Trong một khoảng tọa độ oxy, góc giữa hai đường thẳng D1 và D2 là như nào? Thì ta có là cái đường thẳng D1 có vectơ pháp tuyến. Là N1. Đó, là bằng đứng trước x là 1, đứng trước y là 2. Rồi, đường thẳng D2 có vectơ pháp tuyến N2 là 3, 1. Rồi, alpha là góc tạo bởi hai đường thẳng D1 và D2. Với alpha nó chạy từ 0 độ đến 90 độ.
bằng chi ra cos alpha bằng cosine góc tạo bởi hai vectơ N1, N2. Thì tuyệt đối N1 nhân N2 chia cho mô đun N1 nhân mô đun N2, lấy 1 nhân 3 cộng 2 nhân 1 chia căn 1 bình cộng 2 bình, đây 3 bình cộng 1 bình ở trên là 5, ở dưới là căn 5 nhân căn 10, rút gọn còn là căn 2 chia cho 2. Trời, mình suy ra alpha là 45 độ. Bấm shift code căn 2 chia 2 đó. Bấm shift code căn 2 chia 2. Sau này lên lớp 11 bạn sẽ học mấy này nhiều lắm. Giải phương trình này biết hết à. Tại vì bây giờ mình chưa quen nên. Chứ lên lớp 1 là bạn nhớ này hết. C. Và nó đi vào câu số 11. Phương trình này có tập nghiệm là S, số phần tử của tập hợp S. Thì ta bình phương hai vế của phương trình trên ta được 2x bình trừ 4x cộng 1 bằng x bình trừ 2x cộng 1. Rồi mình chỉ về một vế, chỉ về phía trái, rồi chuyển vế là đổi dấu. Rút gọn hai tình dịch bình lấy bình trừ 4x cộng 2x lại trừ 2x, 1 trừ 1 bằng 0, thì là x bằng 0 hoặc là x bằng 2. Thay các giá trị trên vào phương trình, ta thấy 0 thay vô là x trừ 1 là hai bên phải đây thôi, là nam là loại, 1 2 thay vô dương nhận, thì ta thấy chỉ có giá trị x bằng 2 thỏa mãn. Vậy tập nghiệm của phương trình là S cho bằng 2, tức là có một phần tử. Rồi, chúng ta chọn đáp án D. Dưới đây rất là nhiều người đọc sớm 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 nha. Chọn số 2 là coi như xong luôn nha. Rồi, ta đi vào câu số 12. Tập xác định của hàm số này, cái căn mà chân tử lớn bằng không, căn dưới mẫu là dương. Cho nên ta ghi là hàm số y xác định khi x bình trừ 15x cộng 50 dương. Rồi, chúng ta bấm máy ra. 1 trừ 15 50 ra 10 với 5, 10 với 5 đúng không? À. Trong trái dấu da A mình là một dương trong âm, và mình sẽ lấy cái dấu lớn không để dấu dương, lấy dương lấy hai bên, tức là x bé 5 bé lớn 10 không có dấu bằng à. X bé 5 hoặc x lớn 10 à, vậy chúng ta nói là vậy tập xác định D bằng từ trừ vô cùng đến 5 và 10 đến cộng vô cùng một phải. Rồi, chọn đáp án A. Ta đi vào câu số 13. Trong mặt phẳng tọa độ T cho ellipse này, tìm tiêu cự của ellipse. Tiêu cự là gì? F1, F2 nó bằng 2C. Đây nè, ellipse nè. Tiêu cự nè, F1, F2 là bằng 2C. À, mình biết phương trình đó là dùng B bình bằng A bình trừ B bình lấy căn lên B đó. Rồi, ellipse như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì? A bình và B bình. Đúng không? Mới tìm được C bình. A bình bằng 9, B bình bằng 4. Rồi, chúng ta mới tìm ra được C trước. C lấy căn A bình trừ B bình. Căn 9 trừ 4 là căn 5. Rồi, tiêu cự
ta F cộng 2 bằng 2C rồi bằng 2 nhân căn 5. Rồi, ta chọn đáp án là D. Ta đi vào con số 14. Số 14 là như thế nào? Lớp 10A có 20 học sinh nam và 10 học 18 học sinh nữ. Rồi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ lớp 10A sao cho trong đó có ít nhất một học sinh nữ. 3 học sinh ít nhất một học sinh nữ đúng không? Mình sẽ lấy tùy ý. Mình trừ chứ không có học sinh nữ nào thì sẽ có ít nhất một học sinh nữ. Chứ mình đừng có xét trường hợp là một nữ, hai nam, hai nữ, hay một nam, ba nữ thì nó lâu. Hiểu không? Số cách chọn nè, 3 học sinh tùy ý là mình sẽ dùng C đúng không? À, tổng cộng là lớp có 38 đứa. Thì là 38 chọn ra 3. Tức là C 38 chụp 3. Là 4, 8, 4, 3, 6. Đó. Rồi, số kết chọn ra 3 học sinh. À, toàn là nam đúng không? Đó. Tức là có 20 nam chọn ra 3 đứa là sẽ 20 chục 3, n người chọn ra k người đó, 1 1 4 0. Vậy số cách chọn cần tìm là lấy 8 4 3 6 trừ 1 1 4 0. 8, 4, 3, 6, trừ 1, 1, 0 ra 7, 2, 9, 6. Cách thì chọn đáp án C. Đi vào con số 15. Chọn ngẫu nhiên một nam và một nữ trong 10 cặp vợ chồng lên phát biểu. Xác suất để người nam và người nữ được chọn không phải là vợ chồng, không phải là vợ chồng, thì 10 nam thì mình sẽ chọn trước một nam đi. À, số cách chọn một nam thì là 10 đúng không? Rồi số cách chọn một nữ không phải là vợ của một nam trên, ví dụ mình chọn bạn từ 1 đến 10 chọn bạn số 7 đi, thì người vợ không được chọn là vợ số 7, chỉ chọn là 9 người còn lại đúng không? Số cách chọn một người phụ nữ không phải là vợ của người nam trên là chính. Rồi tiếp theo à, đầu tiên cái này xác suất à, tức là chúng ta hiểu là công dân mẫu thế này, tức là chọn một nam là 10 đúng không, em nào ra chọn một nam là 10, chọn một nữ là 10, vậy là 100. Rồi, sau đó chúng ta gọi A là biến cố. Đó. Người nam và người nữ được chọn không phải là cặp vợ chồng. Vợ chồng. Đó. Được chưa? Số cái chọn nam, chọn nữ. Vậy suy ra là số khả năng xảy ra A. Đó là em đặt A, mình sẽ lấy là 10 nhân 9, đúng không? 90. Không có ghi cái cách nha. Rồi, vậy xác suất đó vợ chồng, xác suất để không không phải là vợ chồng là lấy 90 phần 100, rút gọn cho 10, 9 phần 10. Rồi, chọn đáp án là A. Ha? Rồi, chúng ta đi vào câu số 16. Trong một khoảng tọa độ đi thì việc quên có độ dài trục thực bằng 6, tiêu cự bằng 10, phương trình chính tắc. Độ dài trục thực là gì? Thì việc quên nè. Độ dài trục thực là A1, A2 đó. Đó là bằng 2A. Tiêu cự đó là F1, F2 bằng 2C. Chỉ mình muốn tìm B, mình lấy là C bình trừ A bình, căn bậc 2. Được không? Đó, còn phương trình hiperbola chính là
ít bình cho mình, chữ y bình cho mình bằng một, được chưa? Rồi ta có nè, độ dày trục thuận ta có là gì? A1 A2 bằng 6, đi ra 2A bằng 6, đi ra A bằng 3. Rồi tiêu cự F1 F2 10, đi ra 2C bằng 10, trên C bằng 5. Và ta sẽ dùng công thức B, căn C bình trừ A bình, 5 bình trừ 3 bình, 25 trừ cho 9 là 5, 16 lớp căn là 4. Đó, phương trình chính tắc elip E x bình chia cho A bình, đó là 3 bình, trừ Y bình chia cho B bình, 4 bình bằng 1. 2 x bình chia cho 9 trừ y bình chia cho 16 bằng 1. Rồi vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. À, bây giờ tôi sẽ đi vào câu 17. Nè. Cho một hẳn ở đi cho hai điểm CD, biết biết phương trình lượng trung trực của đoạn CD là tính cái này. Thật ra mình viết ra mình đồng nhất thôi, đồng nhất B với C, mà đường trung trực của CD đó là mình hiểu nó vuông góc với CD tại trung điểm đó. Đây là C nè, đây là D nè, thì cái đường trung trực nó sẽ vuông góc tại trung điểm, ví dụ delta là trung trực không, gọi là y. Vậy mình muốn biết được đường thẳng delta này mình phải tìm ra y là trung điểm của CD, và vector CD là vector pháp tuyến, nó đi qua y là trung điểm, vector CD tuyến viết ra được là mình đồng nhất với nhau là mình tìm ra BC là xong, hiểu không? Rồi ta gọi y là trung điểm của CD. Rồi vậy chúng ta sẽ dùng cái công thức trung điểm của học kỳ 1, xy đó là bằng xc cộng xd chia cho 2 bằng 3 bằng 5 chia cho 2, 8 chia cho 2 là 4. Rồi y xc cộng id chia cho 2, 5 cộng 7 chia 2, 12 chia cho 2 là bằng 6. Đó. Rồi mình chia ra y đó là 4, 6. Rồi tiếp theo, đường trung trực delta đi, ví dụ delta nha, đó của đoạn thẳng CD đi qua điểm Y 46 và có vectơ pháp tuyến là, mình dùng vectơ pháp tuyến là vectơ N, nó sẽ bằng là vectơ CD ở đây D trừ cho C, 5 trừ cho 3 là ra 2, 7 trừ 5 là ra 2. À, tức là ở đây nó sẽ bằng là 2 nhân 1, 1, 2 chọn N bằng 1, 1 để cho nó mới đồng nhất được, hiểu không? Đi ra phương trình tổng quát đó là delta có dạng x cộng y cộng c bằng 0. Phương trình tổng quát nha, để phương trình tổng quát delta đó. Rồi ta lấy cái điểm y này nè thuộc vào delta, được chưa? Đó, lấy điểm y đó thuộc vào delta rồi suy ra, hiểu không? Điểm y thuộc vào delta suy ra, mình thay x là bằng 4, y là bằng 6. Rồi vậy mình giải ra C nó bằng là âm 10. Rồi vậy mình suy ra phương trình tổng quát delta x cộng y trừ 10 bằng 0. Đó. Mà delta đề cho như thế nào? Là x cộng bi cộng c bằng 0. Thì đó suy ra A, B nó bằng 1, C nó bằng là trừ 10. Rồi vậy mình suy ra S
bằng rất khó ha. S bằng gì? B bình trừ C. B là 1 bình trừ cho trừ 10 là cộng 10 là 1 cộng 10 bằng 11. Rồi chọn đáp án D. Thấy dễ không? Không khó đúng không? Thấy trường chuyên dễ không? Bạn thấy trường chuyên ở thành phố của mình nó còn dễ hơn là trường chuyên ở tỉnh. Làm tôi sẽ cho mấy bạn làm từng sao nữa, có nếu mà có mấy đề trường chuyên là tôi ưu tiên làm trường chuyên hết. Rồi đó, mấy cái đề này trên mạng có hết này, bạn sợ đi không có đáp án luôn nha. Mới thi luôn á, hay lắm á. Mình sẽ làm mấy đề trường chuyên Hà Nội thành phố làm hết. Phải lấy kiến thôi chứ không phải là ở đây là tất nhiên mấy em thi rồi thì chuyện mà điểm là không quan trọng rồi đúng không? Khi mình thi mình không quan trọng. Câu 18. Tìm tất cả giá trị của tham số M để Fx như thế này nè, lớn hơn không với mọi x thuộc R. Đó. Tìm tất cả các giá trị tham số M để Fx lớn hơn không với mọi x thuộc R. Rồi. Ta có như thế nè, cái này quá quen, x lớn hơn không với mọi x thuộc R tương đương với A dương cùng dấu với biểu thức và delta là luôn luôn là âm. Nếu có dấu bằng thì sẽ là dấu bằng, còn không có thì không có dấu bằng thôi. Không biết rồi bé mình không, đó là cái công thức, cái dấu, cái biểu thức để xác định dấu của tâm thức bậc hai. Rồi a đây là m trừ một, có nhiều người dùng delta phẩy được, delta phẩy đi là b phẩy bình trừ ac đúng không, mình chia hai á, m trừ một bình phương á, b lấy b chia hai trừ cho ac, tức là lấy m trừ một nhân với một. Ở đây mình chuyển qua m lớn một rồi mình sẽ bình phương này ra, m bình trừ 2m cộng 1 trừ m cộng 1 bé mình không, rồi rút gọn lại m lớn 1 này, m bình trừ 3m cộng 2 bé mình không. Rồi mình sẽ bấm máy này ra, mod 9 2 2 1 trừ 3 2 bấm ra là 2 với 1 đúng không, 1 tức là 1 với 2 đó. Trong trái dấu với A của mình là trước cái m bình là dương trong âm, và mình lấy dấu bé bằng không lấy giữa là m lớn bằng 1 bé bằng 2, m lớn bằng 1 bé bằng 2, rồi giao với m lớn 1 thì mình biết rồi ha, đó là 1 với 2 đây đúng không. Cái đầu tiên là m lớn 1 rồi lấy từ đây đây nè, bỏ đi khúc này. Ở cái sau là nó lấy m từ 1 đến 2 là lấy từ đây đến đây, bỏ hai bên. Đó. Nha. Rồi, chúng ta còn lại là gì? Từ 1 đến 2 thôi, tức là cái khoảng 1, còn cái 2 là không có bỏ cái đoạn. Tức là ở đây 1 bé m, bé bằng 2. Đấy. Tức là vậy. Ha, vậy. M mình thuộc cái nửa đoạn 1, 2. Hỏi yêu cầu về đó. Chọn đáp án D. Được nha. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 19. Cái bài này quay, bài này rất là quen nè, mình làm mấy lần mấy đề game gặp rồi. Nên cái kiểu cách này rất là dễ. Trên bờ biển có hai trạm quan sát A và B cách nhau 10 km. Đó, một con tàu đang ở vị trí trên biển, sao cho hiệu khoảng cách từ nó đến A và B là 2 căn 10, được chưa? Đấy. Rồi người ta điều khiển con tàu T, người ta điều khiển con tàu T đi vào bờ sao cho như thế nào?
sao cho hiểu khoảng cách từ A đến B, tức là như chỗ này là đi vào hướng này rồi, MA đây là TA thì TB nữa thì nó cũng bằng 2 căn 10. Cái T này khác, còn đây là ví dụ mình đặt là T phẩy đi, khi đó góc nhìn con tàu hay trọng quan sát tức là góc ATB bằng 90 độ, góc ATB 90 độ thì tàu được neo lại như hình vẽ. Lúc này khoảng cách từ con tàu đến hai bờ biển là bao nhiêu? Khoảng cách từ con tàu đến hai bờ biển thì cái bài này thì nó cũng y chang như kia thôi, phải ứng dụng cái gì đây? Thi vectơ bon và cái gì? Cái ba ra thi vectơ bon và cái elip. Bài này nó kết hợp hai thứ trong này mới làm ra. Chúng ta hiểu không? Nếu chúng ta không hiểu bài này thì quan elip là không làm được. Được chưa? Đấy, thi vectơ bon với elip. Vì sao elip? Con xin lỗi, thi vectơ bon với cái gì ta? Ừ đúng rồi, cái elip, đúng chưa? Đấy. Rồi, vậy đây hả? Thì bạn biết rồi, mình sẽ chọn hệ trục oxy. Tất nhiên là không có đơn giản đúng không? Mình đã từng làm rồi cái dạng này rồi thì mình mới biết thôi. Còn bạn bạn mà chưa bao giờ làm dạng này thì bạn gặp bài này bạn biết chắc. Đợt trước mình có làm một cái bài của trường chuyên Hùng Vương rất là hay á, để nó còn khó, câu này có vận tốc rồi đó, thời gian rồi nhớ không? À, thì cái bài này nó chỉ là một phần nhỏ của cái đề kia thôi, nó cho mình dễ hơn. Cái khoảng cách này mình hiểu không? Cái vị trí T chỗ này nè, TA thì TB, và số đây nó TA thì B không đổi thì đó chính là cái gì? M1, F1 trừ M2 bằng 2A đó. Thì theo như lý thuyết của mình học á, đây nè. Đấy, M1. Đây nè. Tức là đây là hi vectơ bon, hi ba bên á, đây nè. M1 hiệu nè, chữ mà hiệu tức là mình không biết nào lớn hơn nó bằng 2A thì chắc chắn nó sẽ là thuộc cái đường hyperbol ha. Còn cái elip các bạn hiểu không, tức là M nó thuộc vô elip, hiểu không? M nó thuộc vô elip đấy, M nó thuộc vào elip thì cái góc mình hiểu nè, tức là M nó thuộc vào elip thì chúng ta hiểu ở đây là tương tự là A nè, ở đây là B nè, còn hai cái tiêu điểm nè, chúng ta nhìn cái góc này là 90. Ví dụ gì hiểu hơn hiện hiểu à, đấy tức là tại sao mà nó thuộc elip đó, tại sao mà nó thuộc elip, tại sao cái kia là nó lại là thuộc hi vectơ bon, bởi vì mình hiểu nè, thuộc hi vectơ bon bởi vì cái hiệu khoảng cách của nó nè không đổi đó, thì khi vừa qua là tập hợp các cái trị điểm M một khoảng sao cho hiệu này không đổi, mà chúng ta có cái hình này cái hiệu là không đổi nha, tức là TA trừ TB, khi xưa đây chữ T thì TA trừ TB cũng không đổi đó, cho nên nó thuộc hi vectơ bon đúng không, nó thuộc hi vectơ bon đấy. Nhưng mà như thế nào, nhưng mà ở đây mình hiểu nè, nó nói là tiếp theo đó là người ta điều khiển con tàu vào biển sao cho hiệu khoảng cách từ A đến B cũng luôn bằng này đúng không, tức là ngay vị trí này. Rồi khi góc nhìn từ con tàu đến hai trạm quan sát đó, tức là góc ATB, ATB cái này chữ T là bằng 90 độ thì tàu được neo lại như hình vẽ đó, lúc này khoảng cách từ con tàu đến bờ biển tức là mình dựng cái đoạn vuông góc xuống đây đó, mình sẽ dựng cái đoạn vuông góc xuống đây được chưa đó. Vậy làm sao mà mình biết được là nó thuộc elip đây đấy, làm sao nó thuộc elip, làm sao mình biết được cái góc này là nó thuộc vào elip đó, làm sao nó thuộc elip, tại sao nó không thuộc đường tròn đúng không, thuộc đường tròn được không, được, tại vì sao nó thuộc đường tròn, bởi vì nếu AB là đường kính đó. Mình hiểu ha, nếu AB là đường kính thì cái góc vuông này luôn luôn nằm trên đường tròn, đường kính là AB, đồng ý ha, thì cái này thuộc đường tròn chứ, bạn hiểu không, đấy cái này nó thuộc đường tròn đấy.
một đường tròn, tại vì cái góc đó là 90, các bạn rõ ha, góc đó là 90 nó phải thuộc đường tròn mới được, còn cái góc này là tùy ý á, mà thì nó sẽ cho hình elip ra, cho nên cái bài này cũng rất là hay nha, khó đấy, không phải khó mà nó lạ. À, tức là đầu tiên mình hiểu cái hệ trục của mình xây dựng là trên này nè. Đó. Và cái này nó sẽ thuộc vào elip. Cái điểm T này thuộc vào elip. Hai tiêu điểm F1 2. Đó, hai tiêu điểm một hai mình cho ha, ví dụ cái đường này là một elip à, thì cái đường kia nó được chưa, là thuộc cho là hyperbola à, khỏi ghi đó chính là đây. À, còn cái đường ở dưới này nè, nó sẽ thuộc vô đường tròn, đường tròn bán kính là cái này thì đưa ra đây thì vẽ cho nó dễ đúng không, rồi xem đây, đây thì cho đi một khi vượt qua này cắt bớt hay để luôn cũng được, đây mình thôi mình để cũng được, cắt cũng được rồi cho nó bằng cái này cắt. À, cái điểm ở chỗ này là mình cũng hiểu đây là T, T này là mình hiểu là T cái này ha, T này thì sẽ hiểu nó một cái đường tròn, thì mình học lớp 9 rồi đúng không, được tam giác vuông thì đường tròn là cái này thì dễ hơi bị lệch không tiếc. Đó. Thì nó sẽ thuộc cái đường tròn. Bây giờ nó sẽ thuộc cái đường tròn. Các đường kính là AB, tâm nó sẽ nằm. Đó, thuộc đường tròn đường kính là AB. Được chưa? Tâm nó là giao điểm có hai góc OXY á. Đó, được chưa? Đường tròn. Rồi. Cái khoảng cách là từ đây tới đây này. Đó, khoảng cách này là mình hiểu ha, từ đây tới đây. Đó, mình có thể đặt nó là TH chẳng hạn. Được chưa? TH chẳng hạn. Đó. Rồi, ví dụ mình cho đây là màu xanh chẳng hạn, được chưa? Đó, cắt. Còn cái là cái hyperbola thấy hai cái tiêu điểm nó nằm ở chỗ này nè, đúng không, này là F1 F2 nè, nó tương ứng với F1 F2 các bạn hiểu ha, đó là ngay AB đó, được chưa, rồi tức là F1 F2 tương ứng là AB đó, còn đây chính là vô đây nè, thì ngay chỗ này nè chính là hai cái đỉnh của nó là nằm trong, nhưng mà hai cái AB tương ứng là F1 F2 đó,
Để phân biệt cho rõ nha. Đó, bây giờ ta em vì nè m e trừ m b bằng t e chứ t e trừ cho t b bằng 2 căn 10 không đổi, 2 căn 10 ha, này là không đổi. Ồ, nên T này sẽ thuộc khi B mol H có dạng là gì? X bình chia cho A bình trừ Y bình chia cho B bình. Đó, bằng 1. Được chưa? Đó. Với cái hyperbola nè, mình hiểu nè. Ta có cái tiêu điểm F1 nè, F2 nè. Thấy không? Có F1, F2 đó. À, với F1 đó là trùng với A và F2 á, trùng với B, cho nên si là thấy không, trong cái hình vẽ đó F1 của mình là A của mình đó là hai chục tọa độ đây đúng không, từ A đến B là 10 km mình hiểu ha, tức là ứng với trên trên một hình vẽ này nè, một đơn vị là ứng với 1 km đó. Bạn hiểu không? Một đơn vị là ứng 1 km từ A đến B đó. Thì A đây á. À, đó, thì ta xem là gì? À, ta xem là ta xem chọn hệ trục tọa độ OXY như hình vẽ. Ứng một đơn vị trên hệ trục tọa độ OXY ứng với 1 km trên thực tế. À, 1 km thực tế. Như vậy đây AB là 10 đúng không? AB là 10 là xem như là 10 đơn vị đó, thì bên trái của nó là trừ 5, bên phải nó là 5. Cho nên đây là trừ 5 chứ không. Đúng không? Và 5 B là F2 là 5 chứ không. Cho nên mình suy ra C nó bằng 5 đó. Đúng không? C nó bằng 5. Rồi, ta có C bằng 5. Và nó cho là gì? M1 trừ M2 bằng 2 nhân 10. Rồi, đó, có nè. TE trừ TB. Đúng không? Chọn hai chục rồi TE trừ TB là bằng 2 căn 10 mà TE trừ TB là bằng gì, theo như bằng 2A nha, là hiệu quả nó tại đây chỉ đó thôi, thì trường hợp này mình biết nào lớn nào mà bằng 2A đúng không, đó, cho nên suy ra 2 căn 10 bằng 2A thì mình suy ra A nó bằng là căn 10 đó, A của 10. Rồi mình sẽ dùng cái công thức gì để mình tìm ra được cái thằng B đây. Đó, hiệu quả là B bằng căn A bình, C bình trừ A bình. Thì B bằng căn C bình trừ A bình. C của mình là 5 bình, đúng không? Trừ căn A bình là căn 10 bình. Tức là 25 trừ căn 10, căn 15. Đấy, căn 15. Đúng không? Và 25 trừ 10, 15. Thì mình suy ra là phương trình à, hyperbola đúng không? Đó là phương trình của hiệu chính tắc hyperbola, đang ghi chính tắc được. Thuộc thuộc hyperbola rồi, phương trình chính tắc của là phương trình của hyperbola được rồi, khỏi ghi chính tắc thì cho nó nhanh. X bình chia cho A bình là 10, trừ Y bình chia cho B bình. Y bình chia cho B bình là B bình là 15 bằng 1. Đặt này là số 1 đi. À, ở đây khỏi đặt thứ một cũng được. Rồi tiếp theo là ta có là gì? TA
À, tức là nó có là TE đúng không? Đấy. Vuông góc với TB cho nên suy ra tam giác. Tam giác là ATB vuông tại T cho nên suy ra T sẽ thuộc đường tròn đường kính 5 lớp 9 nha, AB. Đó, được chưa? Rồi, đường tròn đường kính AB. À, thì chúng ta có như là đường tròn đường kính AB thì chúng ta tìm ra được cái đường tròn này đúng không, có tâm là O. À, đường tròn đường kính AB có tâm là O thì chúng ta viết phương trình đường tròn này ra, đường tròn là C đi. À, đường kính AB đường tròn là C có tâm O không không và bán kính R bằng AB chia 2 đúng không? Rồi AB của mình là đề cho là 10, 10 chia 2 là bằng 5. À. Rồi khỏi ghi đơn vị nha, bằng 5 chị đi ra phương trình đường tròn đó là C. Đó là x bình, x trừ không bình phương, y trừ không bình phương bằng r bình phương là 25, được không? Đó. Rồi như vậy ở đây chúng ta có được hai hình này đó. Nè. Cái hiệu con này nó đi qua t nha, thì dễ vậy là không không đúng á, t ngay chỗ này mới đúng nè, nãy lỡ vẽ rồi, tại vì t là phải vẽ cái đường màu xanh như thế này nè, rồi các bạn hiểu không, là cái đường nó cũng xanh xanh nó đi giống vậy đó, cũng đi qua đây nè, tức là cái đường màu xanh này nó cũng đi qua T này nha. À, tức là trong hợp này mình xét trường hợp này thôi, nhưng mà mình vẽ là phải vẽ đường màu xanh nó giờ vô trong đó, tại vì T nó sẽ là giao điểm của gì, của hyperbol và cái T hồng này chứ không phải T xanh đấy nha, là giao điểm đó, vị trí neo là giao điểm của hyperbol với đường tròn. À, đúng ra là vẽ trong nó dễ hiểu hơn vẽ ngoài là khi khi chưa có di chuyển vô, tàu nó chưa đi vô, và đi vô là ngay chỗ này là cái đường màu xanh nó nằm cái gì nè, đó nó cắt cái đường tròn, hiểu ha, tức là tọa độ điểm T tại vị trí neo á, tại vị trí neo neo tàu thỏa mãn là giao điểm á, giao điểm có hai cái đường hyperbol và đường tròn, được chưa? Đó là hyperbol là x bình chia cho 10 trừ y bình chia cho 15. Đáng lẽ là mình ghi xt yt đó, là khỏi đi ghi gì ta hiểu, không cần xt yt đâu nha. Đó. À, cái đường tròn dưới là x bình cộng y bình bằng 25. Thì cái này mình bấm máy ra luôn, nó cho mình bấm máy x bình y bình luôn nha. Phải đúng ra phải ghi là xt ấy, mà thôi khỏi đi ghi gì ta hiểu rồi. Thì cái nghiệm của mình là x bình y bình ấy, hiểu không? Chứ không phải là cái nghiệm biết đi đâu nha. Rồi. 1 chia cho 10, 1 phần 10 á, x bình á trừ 1 chia cho 15. 1 đúng không? Rồi 1 1 25. Sao kỳ vậy? À bấm lộn. Tự nhiên bấm phương trình bậc 2. Đó là 1 chia cho 10 trừ 1 chia cho 15. 1 1 1 25 16 chia 9. Đúng không? Rồi nhưng mà x y mình ở dương, được chưa? Đó, x y mình ở nằm vị trí này nè, dương. Đó, cho nên mình sẽ tương đương x bằng 4. X bằng 4. Y bằng 9. À, vì x y dương theo cái hình vẽ đó thì mình sẽ ra điểm T này đó. Ha. Chia ra cái điểm tại vị trí neo đậu là T 49. Đó. Có chữ T 49 này rồi, nó kêu mình tính khoảng cách từ T đến đường thẳng AB. Đúng không? T đến đường thẳng AB, tức là cái tung độ của T đó. Nè,
Tung độ chiếu qua ha, chính là ha, tung độ nó khoảng cách từ, tức là nó kêu tính như nè, khoảng cách từ con tàu đến bờ biển là, mà mình không cần viết phút trên đường thẳng nhưng mình nói ra vậy là được rồi. Cách từ con tàu đến biển là TH, chính là bằng trị điện đó của IT, nhưng mà này nó cũng bằng IT luôn đúng không, này thì IT nó dương đó, là một chín đó, điện đó của chín, thật ra không cần để điện đó được, được chưa, bằng 9 km đó. Vậy khoảng cách từ con tàu đến bờ biển là 9 km. Rồi à, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là, ủa kỳ vậy, 2 căn 10 IT đúng rồi, 2 bằng 3 chứ trời ơi. 16 là 4 đúng không, hiểu không, y bình là 9 là y bằng 3 em nhầm chỗ này, thì đây là 3 3 3 rồi mình chọn nó là B nhé. Dễ đúng không, cái này mình làm rồi không khó á, tại vì mình chưa làm thì mình thấy đúng là bài này chưa làm là rất là khó, nhưng mà khi mình làm rồi thì nó dễ đấy, tức là nó cũng có một cái đường bạn hiểu nè, tức là cũng có một cái đường song song với nó vậy đó, để tôi vẽ ra thêm một cái đường cho bạn hiểu ha, để tránh trường hợp nữa mình không có biết, nó cũng có một cái đường thế đó, song song với nó được chưa. Rồi, ta đi vào câu số 20. Thị trường chuyên nó chỉ cho vàng câu cắt điểm thôi, như câu này là cắt điểm nè. Thì trong tự luận thì thấy cái câu C này cắt điểm, tức là nó chỉ cho 2 câu cắt điểm thôi, là mấy học sinh yếu yếu là không làm được cái này, không hiểu bản chất đường tròn là như nào, elip như thế nào, hyperbol như nào, parabol như nào, mình không hiểu bản chất là không làm được. Hay các bạn, học này rất là hay nha. Thầy sẽ dạy tầm tới khoảng khoảng 20 20 tháng 5 này, mình nghỉ hè cho tới khoảng 3 tuần rồi mình sẽ vô chương trình lớp 11 nhé. Thì bạn nào học thì cứ đăng ký đóng học phí bình thường không sao hết, còn dư nhiêu là thầy trừ lại, không phải trừ thì để nó qua lớp 11 thì mình cứ học tiếp ha, khỏi lo. Thì lớp 11 thì học y chang theo biểu cũ luôn, không thay đổi gì hết, tôi giữ nguyên gì luôn. Còn ví dụ cái lớp sau nó lên thì tôi sẽ thay bằng cái buổi khác, ví dụ lớp 9 lên lớp 10 hai buổi khác, mấy bạn thì vẫn giữ nguyên cho bạn luôn tới lớp 12 luôn để cho bạn dễ học. Rồi có 2 hộp, hộp 1 chứa 4 bi xanh và 5 bi đỏ. Hộp 1 nha, mình chú ý là cái này mình sẽ có cái tóm tắt ra nè. Hộp 1 4 xanh 5 đỏ. Hộp 2 đúng không? Hộp 2 là nhiêu? Hộp 2 5 bi xanh 6 đỏ. À, hộp 1 hộp ghi rồi 1 5 5 xanh 6 đỏ. Bây giờ chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 2 bi. Okay. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 2 bi, chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 bi, tức là đây chọn ra 2 bi, đây cũng chọn ra 2 bi. Xác suất để 4 bi được chọn có số bi xanh bằng số bi đỏ, tức là hàng này nếu ông chọn ra 2 bi, và cái yêu cầu bài toán, yêu cầu bài toán là như thế nào, yêu cầu của bài toán này nè, tức là gì, 4 bi đúng không, 4 bi hai đó cộng lại đúng không, ở hai này nè cộng lại bằng 4 bi, nói chung là 4 bi đi, gồm mà số bi xanh bằng số bi đỏ, tức là 2 xanh cộng 2 đỏ, hiểu không, ý nghĩa của nó là như vậy, không có khó. Thì chưa, thì chẳng qua có nhiều trường hợp thôi, mình hiểu là 2 xanh 2 đỏ đúng không, cho nên đây chọn là 2 bi, thì 2 xanh 2 đỏ mình hiểu nè, nếu mà trường hợp 1
xác suất nha, để 4 vi được chọn á. Bây giờ công dân mẫu dưới đây nè, công dân mẫu dưới đây sẽ làm từ từ cho bạn dễ hiểu, chứ còn giờ nói một lần các bạn sẽ khó hiểu lắm. Công dân mẫu là N omega, được chưa? Rồi. Tức là hợp thứ nhất chọn ra 2 vi, có 9 vi chọn ra 2 vi là C9 chập 2. Hợp thứ hai có 11 vi chọn ra 2 vi là C11 chập 2. Đúng không? Nhân lại. Đó. 9 chập 2 nhân 11 chập 2. 9 chập 2. Nhân với 11 chập 2 bằng 1980. Đó, rồi gọi A là biến cố. Đó, 4 vi được chọn. Có số vi đỏ, có số vi xanh bằng số vi đỏ. Rồi, tức là cái trường hợp 1 là mình hiểu là như thế nào nè. Tức là ở đây mình hiểu nha, lấy ra 2 vi này 2 vi kia, tức là trường hợp 1 là ở đây lấy ra 2 xanh, ở đây lấy ra 2 đỏ. Trường hợp 2 ở đây 1 xanh 1 đỏ, đây 1 xanh 1 đỏ. Trường hợp 3 ở đây 2 đỏ, đây 2 xanh. À, trường hợp 4 là không có, trường hợp 5 cũng không có. À, tức là bắt buộc là 2 xanh 2 đỏ, thì một hợp 1 là không xanh á, đúng không? Thì không được, đúng không? Không xanh thì đằng kia nó hay à. À, không xanh thì kia là không xanh thì buộc phải là 2 đỏ, đúng không? Đấy, 2 đỏ rồi, ok, một không xanh 2 đỏ. Thì trường hợp hai, cái hợp hai là 2 xanh 1 đỏ, hai hai đỏ không xanh, ngược lại đó. Yeah, là trường hợp này là 2 xanh 1 đỏ, đúng không? Còn hợp ba đó là 2 đỏ 1 xanh, tức là hợp một nè, trường hợp một nè, hợp một á, rồi. Nè, là hợp thứ nhất á, gồm là hợp thứ nhất gồm là gì? 2 xanh. Và hợp thứ hai á, gồm là 2 đỏ. Đó, được chưa? Vậy suy ra số cách chọn. Đó, 2 xanh là 4 xanh, chọn ra 2 là C4 chọc 2. 2 đỏ là 6 đỏ, chọn ra 2 là C6 chọc 2. Rồi mình lấy C4 chọc 2 nhân C6 chọc 2. Đó là 90. Chắc. Rồi trường hợp 2 là một hợp 1 gồm 2 xanh, đúng không? Một xanh, một đỏ. Thôi giờ 2 đỏ đi. Đổi lại ha, 2 đỏ. Thì hợp 2 gồm 2 xanh. Đó, thì số cách chọn nè. 2 đỏ thì trên đó 5 đỏ, chọn ra 2. Dưới 2 xanh là C5 chập 2. Đúng không? Đó. Rồi bấm ra C5 chập 2 nha, C5 chập 2. Một trăm. Rồi trường hợp 3. Trường hợp 3 là gì? Hợp 1 gồm 1 đỏ, 1 xanh là 1 đỏ. Hợp 2 gồm 1 xanh 1 đỏ luôn. Thì 1 xanh là C4 chập 1, 1 đỏ là C5 chập 1. Nhân với 1 xanh bên này là C5 chập 1, 1 đỏ là C6 chập 1. Vậy cái gì chập 1 là bằng 9 đó, đúng không? Lấy là 4 nhân 5. Nhân 5 nhân 6. Đó là bằng là 800. Đó. Vậy mình suy ra là số khả năng. Số khả năng sẽ ra A là NA bằng 190 cộng 100 cộng 600. Hiểu không? 90 cộng 100 cộng 600 thì đây nó bằng là nhiêu? 90 cộng 100 là 190, 790. Đó, rồi. Xác suất xảy ra đó là BA bằng NA chia cho N omega. 790 chia 1980.
bấm máy ra là 790 chia 1980, 79 phần trăm 98 còn cho 10 á. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Thôi à. Rồi chúng ta đi vào câu phần tự luận mới được có 5 điểm thôi. Rồi, nhưng mà 5 điểm tự luận nó dễ hơn 5 điểm trắc nghiệm á. Thấy gì cái trắc nghiệm khó ăn không đó. Rồi, tự luận nha. Tìm tập xác định của hàm số này. Đó, nhưng mà cũng không dễ ăn đâu. Theo đừng nghĩ là câu cuối này khó đâu. Nó cũng ngang ngửa với cái câu này á. Rồi, hàm số y, cái mẫu là khác không, còn cái căn sinh tử lớp là không. Đúng không? Hàm số y, hàm số y xác định khi hai thứ mẫu là khác không, căn là lớn mà không, x trừ một khác không, x bình là trừ 6x cộng 8 lớn bằng không. Rồi này x khác một, tự luận là mình phải trình bày chi tiết. Còn cái này á, mod 9 2 2 1 trừ 6 8 bấm ra hai nghiệm đó là gì, 4 với 2 đúng không, 2 với 4, 2 với 4 à, chính giữa trái dấu nha, A là 1 là dương, giữa là âm, hai bên dương, và nó lấy lớn bằng không, nó lấy từ đây đây tức là bé bằng 2, lớn hơn mà bằng 4 đó, bé bằng 2 lớn bằng 4, x bé bằng 2 hoặc x lớn bằng 4. Rồi x khác 1 đúng không, bé bằng 2 lớn bằng 4 khác 1. Vậy ở đây nè, số 1 nằm đây nè, thì chưa nó khác 1 quả này thôi, vậy là chúng ta để chung cái này luôn. Vậy chúng ta kết luận bài tập xác định D bằng, đó là từ trừ vô cùng, trừ vô cùng. Đó, cho đến 2 trừ vô cùng cho đến 2 hợp với 4 đến cộng vô cùng. Hiểu đi là 1. Rồi là chúng ta hoàn thành đi câu bài số 1. Giờ tôi sẽ đi vào bài số 2. Tìm hệ số x mũ 6 trong khai triển của năm này. Vì A là ta biết rồi ha. Đó, A là x bình, B là 4, ta dùng cái công thức Newton. C5 chọc 0, A mũ 5, B mũ 0, C5 chọc 1, A mũ 4, B, C5 chọc 2, A mũ 3, C5 chọc 2, A mũ 3, B bình, C5 chọc 3, A mũ 2, B mũ 3, C5 chọc 4, A, B mũ 4, C5 chọc 5, B mũ 5. Rồi, C5 chọc 0 là 1, X mũ 2 mũ 5 là 25, X mũ 10, C5 chọc 1 là 5, X bình mũ 4 là X mũ 8, nhân 4, C5 chọc 2 là 10, X bình mũ 3 là X 23 là 6, 4 bình là 16, C5 chọc 3 cũng là 10, X bình là X mũ 4, 4 mũ 3 là 84, C5 chọc 4 là 5, X bình 4 mũ 4, 64 là 256 đúng không? 4 nè. Bấm máy ra không biết, bấm máy chắc. À, 4 mũ 4 là 256, còn 4 mũ 5 là nhiêu luôn? Đó là 1024 đó, giống như kilobyte gì đó. Megabyte byte rồi ha, nó rất là dễ nhớ. 6 cộng C5 thì 4 là 5, x bình. Đó là 4 mũ 4, giờ cái này là 4 mũ 3 là 64. Rồi đúng rồi, C5 thì 4 là 5, 256 rồi. Rồi, C5 chục 5 là 1, 1024. Đó, đúng không? Tức là cái này đúng rồi, 1024. Rồi 2 4 6 cái hàng đúng không? Rồi x mũ 10 đó, 5 4 20 x mũ 8
160 10 nhân 16 nhân 40 x 16, 10 6 nhân 40 x 4, 5 nhân 2 56. 5 nhân 2 56 bằng 1280. À, x bình chọn 1024. Rồi, vậy hệ số của x mũ 6 trong xe chuyển được thấp là x mũ 6 là mình lấy 160 đó, hệ số là lấy x, được chưa? Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu 2, bài 2 tới bài 3. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần liên tiếp. Xác suất để trong 3 lần gieo có ít nhất một lần xuất hiện mặt sắt. Đồng xu thì nó có, mình hiểu không? Đồng xu là lần 1 thì có khả năng là sắp ngửa. Lần 2 cũng có thể nghe là sắp ngửa. Đó, lần 1 sắp ngửa hoặc là gì? Ngửa sắp. Lần 2 cũng vậy, sắp ngửa. Hoặc là ngửa sắp. Lần 3 cũng vậy đúng không? Sắp ngửa là ngửa sắp. À, nói gì cho bạn dễ hiểu trong đầu thôi. Ví dụ gieo nhiều lần thì mình không có làm được gì đó, hay gieo 100 lần sau khi hết à, để làm cho bạn một lần cho bạn biết thì không gieo mẫu N omega là mình biết nè, lần thứ nhất đó, là nó có bao nhiêu cái khả năng xảy ra, hai khả năng xảy ra đúng không? Một là sắp, hay là lần thứ nhất có thể là xảy ra sắp hoặc là ngửa đúng không? Lần một đó này để dư 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 gì là dư, tức là đúng ra thì phải thôi để gì đi ha. Lần thứ nhất là nó có thể xảy ra sắp hoặc là ngửa là có hai cách chọn. Lần thứ hai mình gieo lần thứ hai cũng có hai, lần thứ ba cũng có hai, tức là tám. Và mình gọi A là biến cố, hiểu không? A là biến cố, đó là gì? Ba lần gieo có ít nhất một lần xuất hiện một sắp. Đó. Vậy mình sẽ chơi là ba lần gieo không có lần nào xuất hiện mặt sắp, là chỉ có một khả năng xảy ra thôi, lần một ngửa, lần hai ngửa, lần ba ngửa. Còn nếu bạn dùng cái trừu thuận của nó, một mặt sắp là rất là nhiều trường hợp nha, có tới 7 trường hợp là đó nè, tức là 7 trường hợp là sao? Sắp, sắp, ngửa, ví dụ sắp, ngửa, sắp, rồi ngửa, sắp, ngửa, tùm lum hết trơn, nói chung là trong đó rất là nhiều. Nhưng mà mình cho phủ định, hiểu không? Dùng quy tắc cóc gạo đó ha, số lần tức, hiểu không? Đó, tức là số lần mà ba lần gieo đều không xuất hiện mà sắp, đều không xuất hiện mà sắp là một ha. Đó, cho nên mình suy ra là số khả năng xảy ra, tức là có ít nhất một lần xuất hiện mà sắp, đó là mình lấy tùy ý nè, trừ cho, hiểu không, tùy ý trừ cho cái kia. Ừ. Vậy xác suất xảy ra A là đó, BA hoặc LA chia trên N omega. Rồi là bằng 7 phần 8. Xong. Hiểu không? À, chứ đừng có làm bằng trừ thuận nha. Đừng có làm trừ thuận mệt đó. Rồi ta đi vào câu bài 4. À, nhìn cái bài 4 này, cái câu cuối giống như đề xin giỏi vậy đó, mà mấy bạn chưa bao giờ gặp trong quá khứ, đảm bảo bạn luôn chưa bao giờ bạn gặp. Nhìn sao là tôi biết là nó cho cái kiến thức rất là mới à, chỉ có bạn phải luyện thi những cái đề nâng cao mới làm được câu cuối đó. AB thì làm dễ rồi, mình sẽ bị gãy là gãy câu C, được chưa? Gãy câu C và tôi sẽ cho bạn xem. Rồi, trong một khoảng tọa độ đi cho tam giác ABC, viết phương trình tổng quát đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Cái bài này dễ, đúng không? Khó. Viết phương trình đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. À đây. À, bao nhiêu? 1, 4. B 5 8 C
trừ 36. À. Về đây. Về đây. Rồi, A thành phố. Rồi nó kêu viết phương trình đường cao kẻ từ A. Đó, kẻ từ A, tức là cái đường cao này đây. Tiếp phương trình đường cao kẻ từ A thì cái đường đi qua A có vectơ pháp tuyến là BC quá dễ rồi. Thế mình đặt nó là đường cao AH đi. Là chúng ta gọi AH là đường cao cần tìm. Đường cao AH đi qua A1 nối và có vectơ pháp tuyến N. AH nó sẽ bằng là vectơ BC. Lấy C trừ cho B nè, trừ 3 trừ 5 là trừ 8. 6 trừ cho 8 đúng không? Trừ 3 trừ 5 trừ 6 trừ 8 là trừ 2. Để gì là 6 lắm, mình đem trừ 2 ra. Nó còn lại là 4 với 1. Đúng không? Đó, 2 chọn NH là 4 với 1. Đó, thì mình suy ra phương trình tổng quát đường cao AH có dạng AH. Đó là gì? 4x cộng y cộng c bằng 0. Và chúng ta sẽ dùng, đó là cái gì? Chúng ta sẽ dùng cái điểm A 1 4 1 vào AH. Đó, mình suy ra 4 nhân cho 1, phải không? A là 1, cộng Y là 4, cộng C bằng 0. Thì C đây bằng trừ 8. Đúng không? Rồi, nhìn cái lượng vậy phương trình tổng quát của đường cao AH là 4X cộng Y trừ 8 bằng 0. Rồi, là hoàn thành xong câu A. Đây câu B. Ở ngoài Hà Nội cũng có nhiều đề thi hay lắm nha, mình sẽ làm cái tuần sau mình sẽ làm. Còn bây giờ mình sẽ làm thành phố đây, tuần này tôi ưu tiên là có ngày mai mình sẽ làm một đề thi thôi, đề Lê Hồng Phong. Trên mạng có đề đó luôn, cũng không có đánh máy các bạn. Cái đề này là mới thi chưa có đánh máy đâu, hay là có thể là giải đầu tiên. Rồi viết phương trình đường tròn có tâm là trung điểm của BC và tiếp xúc với đường thẳng D. Tâm là trung điểm BC và tiếp xúc với đường thẳng D. Mình vẽ cái hình khác ra. Đó, tâm là BC. Đó, vậy. Thì mình gọi đó là tâm, tâm đó là Y đi ha. Đây, Y nó là trung điểm của BC. Và tiếp xúc với đường thẳng D, tiếp xúc với đường thẳng D là như thế nào? Tức là nên nó vuông góc với đường thẳng D, đúng không? Bán cho tiếp tuyến đó. D là tiếp tuyến. Đấy. Ví dụ đường thẳng D đây. Ví dụ thôi ha. Đấy. D của chúng ta là như thế nào? Đấy. Đấy. D của chúng ta là 3x cộng 4y trừ 1 bằng 0. Đây là 3x cộng 4y trừ 1 bằng 0. 3x cộng 4y trừ 1 bằng 0. Rồi.
như vậy chúng ta rất là dễ đúng không? Nếu mà biết về đường tròn hàng tâm và bán kính tâm thì biết rồi. Đường tròn có tâm là trung điểm của BC, trung điểm BC thôi chứ không phải là BC nằm trên đường tròn nhé bạn. Cái này là mình ghi gì là không đúng. Tức là cái tâm nó nằm trên BC thôi chứ không phải là trung điểm. Tức là trung điểm của BC thôi. Đúng không? Ví dụ B nằm đây, C nằm đây đi. Trung điểm của BC. À, vẽ cho bạn hiểu rồi, được chưa? Rồi mình gọi gọi y là trung điểm của BC. Đó, mình C là XY, mình tìm tâm đúng không? Rồi mình muốn tìm bán kính là lấy khoảng cách từ y cho đến D là xong, là bán kính. Hiểu không? Dễ đúng không? XY là bằng XB. Này thiếu chữ B. Chữ C chứ. Đó, XB cộng XC chia cho 2, 5 cộng ra trừ 3 chia cho 2 là bằng 1. IB cộng IC chia cho 2, 8, 6 chia cho 2 là 7. Rồi, dùng là Y đó là 1, 7. Đó, rồi thì chúng ta tính là bán kính. Gọi C là đường tròn có tâm y 1,7 và bán kính R. Thì ta có R đó là bằng khoảng cách từ y cho đến đường thẳng D. Theo công thức đó là mình lấy 3 nhân xy, 3x là 3xy cộng 4 nhân y trừ cho 1 thì được rồi á. Căn A bình cộng B bình của cái đường thẳng D. Rồi 3 cộng 4, 7, 28. 28 trừ cho 1, 27. 3 là 30. Vậy đó 30 là 30. Còn căn này là 25 là 5 là 16. Rồi vậy mình sẽ ra phương trình đường tròn. C. Đó là x trừ 1 bình phương. X trừ y bình phương á. Cộng y trừ y bình phương bằng r bình phương. Rồi đó là chúng ta hoàn thành xong câu B. Giờ ta đi vào câu C. C này là khó nè, rất là lạ thôi chứ không khó, tức là mình chưa gặp là không làm được đâu. Rồi tiếp theo ha, câu C bài này để mở bỏ câu nó độc lập với nhau và nó không có liên quan gì nhau chứ anh thích để trong câu vậy đó. Rồi tìm tọa độ điểm M của đường thẳng delta theo cao tự M cả hai trực tuyến mà M và F tính là tròn C này, thì tròn C này là mới, nó không phải là cái kia đấy ha. Rồi đường tròn C này đây đó. Rồi, được xe này có tâm và bán kính. Đấy, như thế nào đây? Lẻ hai tiếng tiếng ra. Rồi, tìm ra độ điểm M thuộc delta, đây là M đây. Thuộc delta là nó còn còn có một thẳng rồi. Được chưa? Đó, mình xem những cái đường thẳng delta là như thế này. Vẽ những cái đường học sinh giỏi y chang cái đề này. Nhưng mà trong những cái câu cũng 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 khó của học sinh giỏi đó nha, chứ không phải là câu dễ nó cho gì không đâu. Trong đề học sinh giỏi nữa thì sẽ giải cho em luôn. Là nó sẽ
cái đề đầu nữa thì giả là đề đầu tiên là làm đề Vĩnh Phúc, tại vì lý hóa làm hết đề Vĩnh Phúc rồi. E đúng không, đây nè hai cái tiếng em e em e nằm đây. Đó. Nhớ là lớp 9 nha, cái này phải nhớ lớp 9 mới làm được kiến thức của lớp 9. F nằm đây nè, đó điểm M nằm trên đường thẳng delta đúng không, sao cho từ M kẻ hai tiếp tiến M F đến đường tròn C. Đó, C có tâm nè, tâm bây giờ thầy đặt nó là Y đi, hay là một hai đúng không, AB đó. Và bán kính là 25 đúng không? R nó bằng là 5. R bình là 25, R nó bằng 5. Đó. Rồi nó kêu là EF là các tiếp điểm. Bán kính đường tròn nội tiếp tứ giác M, E, T. Đây này nó cho là tâm là T, với T là tâm đường tròn, này là T nhé. Bây giờ thì hỏi em có biết cách để tìm bán kính không? Chết là chết chỗ này nè. Mình sẽ không biết được cái tâm đường tròn nội tiếp tứ giác này là xong rồi đó, hiểu không? Tâm của nó là giao điểm của gì, giao điểm của ba đường phân giác góc A góc M nè, có đường phân giác là lớp 9 biết rồi ha, là T, và đường phân giác thứ hai là góc T nè, chỉ cần góc E góc F nữa là xong, mình dựng cái đường phân giác của góc E nữa là xong. Đó là giao, mình học tam giác là giao điểm của hai đường phân giác đúng không, hai đường phân giác là tâm đường tròn nội tiếp đó, còn tứ giác là phải là ba đường phân giác nha, cho nên mấy bạn không có hiểu bài này là thua rồi đó, tức là mấy bạn chưa bao giờ gặp cái này là bạn không có làm được, hiểu chưa? Đó giao điểm ba đường phân giác đó nha, sau đó thì mình lấy cái đường tròn dựng vuông với một trong ba đường đó là mình cái đường tròn đó đó, ba cái cạnh đó đó, tức là bạn mới vẽ ra đây một cái đường phân giác đó nè đó. Rồi sau đó bạn vẽ đường tròn ra được chưa, thì đây đây chính là giao điểm của ba đường phân giác trong nha, tứ giác là giao điểm của ba đường phân giác, còn tam giác là chỉ giao điểm của hai đường phân giác là đủ rồi đó. Bây giờ mình học thêm một cái mới rất là hay đúng chưa, đấy rồi chỉ nó tiếp xúc với các cạnh nha, đường tròn nội tiếp á là nó tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ giác luôn, nó vuông hết, hiểu chưa? Đó, mình cho cái này là màu xanh đi ha, để bạn hiểu ha, giao điểm xanh đi. Rồi, và cái đường tròn này nè, đó là giao điểm của ba đường phân giác, và nó sẽ vuông góc hết với tất cả các cạnh của nó. Đó. Hiểu ha, vuông góc hết tất cả các cạnh của nó, đó được chưa? Đó, cái hình đó là như thế, và rất là nhiều bạn không bao giờ làm được bài này là như thế nào đâu, không biết xác định được cái đường tròn này nè, đó cái đường tròn này sẽ đặt nó là Y đi, hiểu chưa, giao điểm của ba đường phân giác và tứ giác đó. Rồi đây là Y vuông góc cái này nha, rồi ví dụ thầy gọi ở đây là chữ HD à. Rồi ở đây là gọi là chữ K đi, thầy gọi cái nào cần tìm thôi chứ không gọi hết nha, gọi hết nó dài lắm, không cần tìm hay điểm này đâu, nhiêu đó là đủ rồi. Rồi bây giờ mình muốn tìm được cái phương pháp làm bài này như thế nào biết không, M là thuộc delta còn một ảnh hiểu không, giờ mình sẽ tìm ra được TM nó bằng bao nhiêu á là xong, và nó cho là bán kính
của cái đường tròn này là 15 phần tư, tức là R của cái bán kính này, R nhỏ đi đó là 15 phần tư, hiểu không? Đó tức là cái bán kính của cái đường tròn nội tiếp á, tứ giác đó đó là 15 phần tư, tức là R nhỏ đó, được chưa? Đấy, 15 phần tư. Rồi còn R lớn là nhiêu đó đó. Rồi vậy chúng ta sẽ làm sao để bài này tìm ra được cái TH này đây? Dễ nè, mình coi chú ý này nha. IKEH là hình chữ nhật, vì sao? Vì có ba góc vuông, góc K, góc L, H, ba góc vuông lớp 8 nhớ ha. Rồi ta có IK nó bằng IH cùng bằng bán kính đường tròn nội tiếp á, cho nên nó có hai cạnh bằng nhau là hình hình vuông, hình vuông cho nên thằng AEH cũng bằng bán kính luôn IH luôn, bằng 15 phần tư. Rồi vậy mình có được thằng IH rồi ha, 15 phần tư luôn, EH chứ 15 phần tư. Rồi mình lấy TH á, mình tìm TH mình sẽ lấy là TE đó, R lớn á trừ cho R nhỏ, nó sẽ ra được cái hàng là TH. Các bạn rõ chưa? Rồi có TH mình sẽ dùng định lý Thales nè, TH chia cho TE, mình nhớ không? Sẽ bằng là dùng định lý Thales đó, bạn phải nhớ định lý Thales năm lớp 8 ha, để mình tìm ra TH chia TE nó sẽ bằng là, mình hiểu nè, mình dùng nè TE chia cho HE. Thôi bây giờ dùng Pythagore đi, nó có IH rồi đúng không? IHE nó IHT sẽ vuông tại tại H, dùng Pythagore tìm ra được TI. Rồi sau đó mình dùng Thales nha. TI TH nè chia TE sẽ bằng TI chia cho TM. Tại vì IH phải song song với ME đó. Được chưa? Rồi ta tìm ra được TM, rồi ta dùng cái đoạn thẳng TM á, nó đoạn thẳng TM này nè. Được chưa? Đấy. Nó kêu là được chưa, nó cho nè, đó là em nó thuộc vô delta mà mình có một ẩn, mình dùng tới em bằng nhiêu đó là mình giải ra cái phương trình nó ẩn nó ra là xong, hiểu ha? Đó thì cái bài này không có dễ đúng không? Đó bài gì mới hay á, hiểu chưa? Đó để tôi hướng dẫn em làm câu này nha, câu cuối rồi rất là hay nha. Rồi thầy sẽ gọi nè, gọi y là giao điểm. À, vì y nha, gọi y đi, gọi y là tâm đường tròn nội tiếp tứ giác ME TF. Đó hiểu ha, ME TF y là tâm nha. Rồi ta có cho đó ta suy ra y á là giao điểm của ba, đúng ra là bốn đường phân giác á, nhưng mà mình chỉ cần ba được rồi, giao điểm của ba đường phân giác trong của các góc đó là EMF nha, E M EMF. Rồi tiếp theo đó là MET, MET và tiếp theo đó là ETF. Rồi hiểu em, ba đường phân giác trong. Rồi phi nè, y là tâm đường tròn, nhớ nó tiếp chính không, nội tiếp thì nó tiếp xúc với các cạnh, tức là nó vuông góc với nó tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ giác á, hiểu không? Tức là cái bán kính của nó là phải cách được tâm cho đến cái đường thẳng đó đó, vì y là tâm đường tròn nội tiếp tứ giác METF nên em y h em khoan khoan cái này ta phải gọi nha, ta gọi hai cái cần tìm thôi, gọi y gọi h k lần lượt là hình chiếu, là hình chiếu của y lên et ha, et là em đó, được chưa? Rồi vì y là tâm đường tròn nội tiếp tứ giác METH cho nên IH bằng IK đó, cũng bằng R nhỏ đi nha, tức là bằng bán kính đó. Được chưa? Rồi gọi y là tâm đường tròn nội tiếp tứ giác nha, và có bán kính R nhỏ là bằng 15 phần tư, để cho đó. Rồi vậy cái này nó bằng là R nhỏ nè,
À, nó bằng R nhỏ là 15 phần tư ấy nha. Rồi. Vậy chúng ta sẽ dùng, nói chung là lớp lớp là không cần phải làm thường ra giống như đó đâu. Ta có là tứ giác, đó là IK EH là hình chữ nhật, đúng không? Đó, vì góc Y bằng góc K bằng góc F, đúng không? Vì góc góc Y là góc gì? Và đó mình xét từ từ, giờ mình làm nhanh đi ha. IKE tiếp tuyến là nó vuông đúng không, và EK EH đó bằng góc là H KH bằng góc IHE hay là EIHE bằng 90 độ, và IH bằng IK đó bằng R, cho nên suy ra tứ giác IKEH là hình vuông. Năm lớp 8 là biết nha, tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông. Mà hình vuông á thì ta suy ra được là EH cũng bằng R nhỏ. Được chưa? Đó. EH cũng bằng R nhỏ, vì chúng ta tìm ra IH nè. Đó, ta có là ITH. Mình sẽ lấy là TE trừ cho EH. Đó mà TE của mình là R lớn á, TH là R nhỏ đó, hiểu không? Đó, EH là R nhỏ, vì R lớn của mình là 5. R nhỏ của mình đó là 15 phần 4. Rồi vậy 20 trừ 15 là 5 phần 4. Nhưng mà mình chú ý cái này nha, cái này mình phải quan trọng là mình phải quên tìm cái đường tròn C cái đã. À, phải suy ra cái đường tròn C này nè. Có tâm T, để cho T là 1, 2 và bán kính đó R lớn bằng 5, hiểu không? Rồi vậy đây chúng ta sẽ có được cái đó. Nói chung là lớp nhỏ cấp 2 thì mình làm từ từ, còn bây giờ thì lớn là chỉ làm cho nó hiểu thôi, cần chi tiết đâu. Được chưa? Cái này cần chi tiết, còn cái này không cần. Vậy ta sẽ dùng định lý Thales nè, bạn hiểu không? Bây giờ dùng Pythagore chút nè. Ta có là IH, nó vuông góc với gì? Đó, IH nó sẽ là vuông góc với TE, cho nên suy ra tam giác IHT vuông tại H, suy ra định lý Pythagore ha, TI bình phương, TI bình phương bằng IH bình phương, IH đúng không? Bằng IH bình phương cộng cho gì? Cộng cho TI TH bình phương, đó là định lý Pythagore. Mấy cái định lý này nổi tiếng thì mình nên ghi lại cái định lý ha, còn cái nào không nổi tiếng thì thôi. Pythagore. Rồi mình rút ra TI, TI lấy căn IH bình cộng cho TH bình. Đó, IH bình, IH của mình là R nhỏ đó, đúng không? Trên đó R nhỏ là 15 phần 4 bình phương cộng TH bình. TH của mình tính ở trên đây nè, đó là 5 phần 4 bình phương. 5 phần 4. Đó, thay vô bấm máy ra. Nói chung mấy bài này hay nha các bạn. 15 phần 4. Rồi, bình cộng 5 phần 4 bình. Đó là ra là 5 căn 10 chia 4. Rồi, vậy ta có được đây đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng định lý Thales. Được chưa? Để ta tìm ra TM, phải dính tới GM mới được. Hiểu không? Thì ta có là IH nè. Nó song song với ME. Mình nhớ năm lớp 8 nha. Đó là do nó cùng vuông góc với gì? Cùng vuông góc với TE đó. Dùng định lý Thales, cạnh bên là Thales nha, có cạnh đấy mới là hệ quả, còn Thales đảo rồi để chứng minh song song. Nhớ không? Tức là ở đây ta có là gì? TH đó, chia cho TH chia cho TE. Đó sẽ bằng là TI. Đúng không? Chia cho TM. Đó là định lý Thales, mấy cái nào nổi tiếng á thì mình sẽ ghi tiếng Anh giờ ghi gì đó mà đó mình ghi kiểu kia. Rồi bây giờ mình rút ra TM nè. Thôi mình quăng qua quăng lại thôi, TI nè nhân TE chia cho TH. TI nè 5 căn 10 chia cho 4. TE của mình là bán kính à, là R bằng 5. Còn TH của mình đó ở trên này đó, TH của mình tính nó cho là 5 phần 4. Đó, 5 phần 4 đơn giản 5 phần 4 nè, đúng không? Vậy là T sẽ còn là 5 căn 10. Rồi, vậy ta dùng cái phương trình theo TM là ra. À, ta có em nè. À, em là ít em đúng không? Y em đó. Nó thuộc vô delta.
Đó, mình sẽ còn một ảnh mình dùng cái độ dài dài nữa nữa là xong rồi ha, rất là dễ dàng. Ít em thấy dễ không? Cộng đi em cộng 8 cộng 0. Vậy ta rút ra ít em. Đó, bằng trừ 8. Đi em trừ 8. Rồi mình chia ra điểm em đó là ít em là trừ 8, y em trừ 8, còn y em là y em. Đó, mình sẽ dùng cái công thức độ dài đoạn thẳng. Theo đề bài là ta có cái gì? Y em mờ. TM, TM là bằng 5 căn 10. Đó, hiểu không? Đó, mình sẽ dùng cái phương trình theo 5 căn 10 đó để giải ra là xong. Đó. Rồi, TM lấy M trừ cho T, đó là trừ 8, ít em. Trừ 8 với trừ 1 là trừ 9. Được chưa? Rồi, lấy IM trừ cho IT là 2. Đó, bằng 5 căn 10. Mình thấy là hai dấu trừ mình bỏ đi à, hai này hai dấu trừ đúng không, để tôi làm từ từ cho bạn hiểu luôn nha. Bỏ luôn hai dấu trừ, đặt dấu trừ ra bình phương là mắt á, rồi mình hãy bình để cho nó quen thôi, nửa quên á. Rồi thí dụ dấu trừ đi trước dấu dấu cộng chính giữa thì mình đổi ngược lại nha, đổi ngược lại mình thấy bình phương dễ nha. Bình lên mắt căng luôn là 64 y em bình đó, cộng 2 nhân 8 16 nhân cho 9, tức là 16 nhân cho 9 là bằng 144. Y em bình phương lên mắt căng luôn ha, cộng 9 bình là 81 và y em bình hàng đẳng thức ha, y em bình trừ 4 y em cộng 4, 5 căn 10 bình, 5 bình 25, 10 bình là căn 10 bình là 10, chỉ 250. Rồi mình chuyển qua chuyển lại để mình giải ra, thì ở đây là ta có là 84 cộng 1 là 65, y em bình 144 trừ 4 là 140 y em. Rồi 181 cộng 4 trừ 250. À, 81 nè cộng 4 nè trừ cho 250 nè, à, nó sẽ ra là trừ 165 bằng 0. Đó, mình bấm máy ra hai nghiệm 1 9 22 65 140 trừ 165 ra 11 phần 13 với trừ 3. Đó, y em bằng 11 phần 13 hoặc y em bằng trừ 3. Đó, trừ 3. Rồi vậy mình xem ha. Với đó, được chưa? Rồi nhưng mà phải thử lại nha, chứ không phải dễ ăn đâu. Rồi, nếu mà nó lớn bán kính nó mới kẻ được cái tí, nó nhỏ bán kính là không được đó nha. Với y em nè bằng 11 phần 3. Đó, vậy mình suy ra m của mình đó là ít ít em đúng không, là 11 phần 3, hiểu không? Ít em ít 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 em là ít em, đây là trừ 8 với em trừ 8 nè. Đó, mình nhập vô máy tính à, trừ 8 ít trừ 8 dùng hiếp thôi đó, nhập vô 11 chia 3 đúng không, đó nó sẽ ra là trừ 112 bằng 3. Y em của mình ở đây là 11 phần 3 à, chắc chắn này nó không, cái em này nó lớn hơn 10 thỏi rồi, thỏi thỏi kia kia đó rồi, tại vì nó thỏi quy trình này chắc chắn là 5 trong 10 sẽ lớn 5 rồi đúng không. Với em mình trừ 3 nè, mình suy ra điểm em đó, hiểu không? Thay vô tức là mình thay trừ 3 vô ra là 16 với trừ 3 đó. Rồi mình hiểu chưa, 16 với trừ 3 vậy tức là có hai điểm em rõ mẹ, rõ yêu cầu bài toán. Tại sao có hai điểm em rõ mẹ, tôi đố với bạn, tại vì khi mấy bạn vẽ hình ra là mấy bạn chỉ vẽ có như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ có hai trường hợp nè, nhìn đây nha. Rồi ví dụ cái hình như thế này đúng không? Đó. Rồi, ví dụ cái đường thẳng delta như thế. Đó, thì nó sẽ có điểm em nó thỏa bạn như vậy, thì nó sẽ có thêm một cái em nó nằm bên này, nên là ví dụ đây nè, đó, thì ở đây. Hiểu không? Đó. Hiểu ha? Nó giống vậy đó. Thì nó có đúng hai cái điểm em thỏa bạn là để cái thỏa bạn điều đó, chứ không thể có ba điểm em được nha. Rồi. Đó, tức là MT là nó có hai cái độ dài bằng nhau nè. Này nè. Này. Được chưa?
tại vì mình vẽ vậy thôi chứ thực ra là cái đường thẳng này xem như delta này nó song song đường tròn, thì bất kỳ một cái tâm nào nói ra chỉ có duy nhất một tâm giác tâm bằng nhau, hai đoạn này bằng nhau thôi chứ không thể có ba đoạn đâu, tức là tm này với tm này bằng nhau là duy nhất đó, cho nên không vẽ được ba nha, chỉ vẽ đúng hai là hợp lý đó nha, rồi là xong thành rồi, các bạn hiểu không, thấy hay không, các bạn có thắc mắc gì đề này không? Không đúng không? Thì mình nghĩ nha.